Như vậy là ngày mong chờ, ngày cuối cùng của mùa 1, chương trình Nhanh Như Chớp đã đến. Chào mừng quý vị đến với đêm chung kết của chương trình Nhanh Như Chớp. Xin giới thiệu đội đầu tiên, đó là đội trẻ anh Long Nhật, Dương Lâm và anh Quách Ngọc Tuyên. Quá mọi người ơi, trùng quá mọi người ơi, quá mọi người ơi. Anh Giang thấy ngày nay em mặc áo đẹp không? Anh hỏi sao mặc áo này đi. Sao áo này vậy? Dạ đây là áo con beo, có nghĩa là ngày hôm nay anh sẽ nhanh như con beo và nhỏ mà bán áo cho em. Mới nói là chỉ có một cái duy nhất ở Việt Nam thôi. Wow, quá dữ dội. Rồi cái đôi giày mà đinh đinh là sao? Dạ mấy cái người mà hay bị đứt đớt rồi đinh đớt suốt đi. Khẩu nghiệp. Nghiệp tụ dành môi. Nghiệp tụ dành môi. Dạ. Mấy người đó sẽ không bao giờ chiến thắng. Không bao giờ chiến thắng. Em tin điều đó. Mời đội vào vị trí A. Và bây giờ Harry sẽ xin giới thiệu đội em bé, đó là Châu Đăng Khoa, Vũ Ngọc Ánh và Mạc Văn Khoa. Khoan khoan anh, xin 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 xin. Vậy là em đã bị lừa. Trời quá. Trời ơi. À, Khoa ơi, cho chị hỏi là muốn cái gì mà em mặc áo này? Em muốn em nhanh như con beo. Ui trời ơi. Sao lại chết rồi. Ủa? Tại vì cậu bán áo nó nói em mặc áo này vô em sẽ nhanh như con beo vậy đó. Nó có nói là Việt Nam duy nhất không? Có luôn anh. Nó bán em cái áo này nhiêu? Dạ 270. Trời ơi. Ồ, nó bán em 208. Mời vào vị trí B. Đêm nay mẹ có xem TV không? Dạ cả mẹ lên bố luôn ạ. Hàng xóm thì sao? Hàng xóm bực bội quá rồi. Em thì có nói là em cứ để cho hàng xóm nhà em mà. Có gọi điện thoại nói với anh cái dòng bán kết vừa rồi chán em lắm. Anh nói đúng anh ạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, có một nhân vật không thể thiếu trong bất cứ số phát sóng nào. Chung kết khỏi kêu người đó ra được không anh? Nghĩ nên như vậy. Em nghĩ nó ra cũng biểu quyết đi gì. Em không nghĩ là không đưa ra nè. Không không không. Thôi ra luôn rồi. Anh Long Nhật ra tận đây. Ra rồi. Ra đây ra đây ra đây anh ngoại, ra đây anh ngoại này, ra đây anh ngoại nè. Trong này là anh lượng nhất nha. Em phải nghe anh. Dạ. Chúng ta phải sống trước sau như một. Dạ. Tại sao chúng ta đi từ mùa đầu cho đến chung kết rồi. Dạ. Mà không có cái người này, không có cái soái ca này. Các em sai rồi. Xin lỗi soái ca đi. Được cái câu hỏi đi. Dạ. Tự đọc tự chơi đi. Hãy đi về cho rồi chứ nhức đầu quá. Bây giờ trước khi đến với cặp chơi đầu tiên, mời quý vị cùng chúng tôi nghỉ giải lao trong giải lao. Trở lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Vâng, bây giờ sẽ bắt đầu vòng đầu tiên. Hai đội muốn cử ai ạ? Đội anh thì chắc chắn anh phải chọn Quách Ngọc Tuyên rồi. Đội bên đây vẫn đúng chiến thuật anh ạ. À, cử em lên thi trước, em thua trước 1-0 để đánh là hướng bên kia. Đánh là hướng bên kia. Mạc Văn Khoa. Ai là người lên ghế trước? Biết anh Tuyên cũng lâu, anh là người hay nhường đàn em lắm. Thế là tôi xì đi anh. Nhường dây đi, nhường dây đi. Rồi nhường em lên trước. Em phải tạo không khí cho chương trình chứ Khoa. Em thi trước cũng như thi sau à? Đúng vậy. Khán giả thương em quá. Khán giả còn gửi thư cho chương trình là mùa sau nếu có hãy mời Mạc Văn Khoa một lần nữa cho chúng tôi.
Có những lời động viên đó thì em có cái tinh thần để em còn ngồi ở đây và còn lên tiếp và lại xuống. Bây giờ hãy cùng Mạc Văn Khoa nhanh như chớp. Chữ nào dài nhất trong tiếng Việt? Chữ dài. Không chính xác. Ủa? Chữ nghiêng. À, nghiêng hả? À là xét về ký tự đúng không anh? N, G, A, 7 ký tự. 7 ký tự. Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc là gì? Won. Chính xác. Có một thói quen của Trường Giang khi học hỏi Mạc Văn Khoa là hay đứng như thế này và tựa tay vào cái thành xe này nè, mà chưa bao giờ bị ngã. Bị sao? Lên xuống liền hả? Em hiểu mà. Chưa giờ bị ngã. Đơn vị tiền tệ của Nhật? Yên. Chính xác. Trời ơi. Vẫn chưa ngã nha, vẫn chưa ngã nha. Tiền em nắm trong vòng bàn tay anh ạ. Ừ. Hiện nay có bao nhiêu mệnh giá tiền Việt Nam đồng làm từ chất liệu polymer? Polymer là 10.000 này, 20.000 này, 50.000 này, 100.000 này, 500.000 này, không có 1 triệu này. Đã là bao nhiêu? 5. Không chính xác, thấy chưa? Thấy chưa? Đó chưa? Xuống liền, chưa té bao giờ. 200. Trời ơi, thiếu 200, trời ơi. Bình tĩnh lại nào. Hiện nay có bao nhiêu mệnh giá tiền Việt Nam đồng làm từ chất liệu giấy cô tông còn sử dụng? 100 mà bây giờ cũng bỏ ít rồi này. Ít vẫn còn. À 100, 200, 500, 1.000, 2.000. Không có 3.000, 4.000. 100, 200, 500. Bao nhiêu? 2.000 là bao nhiêu? 5. Không chính xác. Cái gì nữa? Cái gì nữa? 100. 5.000 đâu? Trời ơi, sao em phải bỏ 5.000 rồi chứ? Bộ cờ Domino có bao nhiêu quân cờ? Cái này là không biết thật rồi. 100 quân ạ. Không biết, nói cho vui chứ gì. 50. Không chính xác. 28 dạ. Trong bộ cờ Domino có mấy quân cờ không có dấu chấm trên quân cờ? Hỏi đúng với bộ cờ không biết thì ta có 28 con, chia cho 2 còn 14. Không chính xác. Em biết mà chịu chết luôn đó. Có ai biết không? Một con. Một con duy nhất thôi. Tiếp tục Domino. Em cứ xích lại gần anh thế nào ha. Trong bộ cờ Domino có bao nhiêu quân cờ mà hai đầu giống hệt nhau ở mỗi quân cờ? Nếu mà có một quân khác á thì còn 27 con giống nhau. Một con. Không chính xác. 7 con tính là có công cống á. Đúng rồi, à, 7. Tất cả là 7. Xe nào đa số chỉ có hai màu trắng và đen? Xe nào đa số chỉ có hai màu trắng và đen ạ? À? Thời gian đang trôi qua. Nhanh đi, nói đại điện. Xe lỗ tai. Đó là xe trong cờ vua. Trời ơi. Cái gì càng có thêm thì lại càng thiếu? Càng có thêm thì lại càng thiếu. Có thêm thì lại càng thiếu. Có thêm thì lại càng thiếu. Thời gian cứ trôi qua nhé Khoa ơi. Thời gian đi. Thời gian. Không chính xác. Nợ. À, tại em ít nợ lắm. Thêm nợ là thiếu nợ. Đúng chưa? Con gì khi nó đi ngang qua là người ta phải vỗ tay? Con muỗi. Chính xác. Ráng cho anh té cái nha. Ngày mùng 1 Tết âm lịch ở Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán. Vậy ở Nhật ăn gì? Ở Việt Nam ngày mùng 1 ở bên Hàn Quốc. Nhớ. Ở bên Nhật. Nhanh. Ăn đồ ăn. Là sao? Mà thích ăn gì ăn hả? Chính xác. Ôi, em sắp xa anh rồi. Vậy ở bên Nhật người ta không ăn Tết Nguyên Đán. Ống gì không thể thiếu đối với xe ô tô? Ống bô. Chính xác. Hai rồi. Hay quá Khoa ơi. Em đã làm được điều mà ở đây ai cũng đã từng làm được. Cái mặt em đang ở nét tươi luôn đó. Tiếp tục. Singapore có đường biên giới trên bộ giáp với những quốc gia nào? Không có. Chính xác. Không có. Đồng tiền chung của châu Âu tên gì? Cái gì? Đồng tiền châu Âu. Euro.
tặng quà xuất sắc mang về 5 đáp án đúng liên tiếp. Chúng ta hãy chờ xem Quách Ngọc Tuyền sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào. Xin mời Quách Ngọc Tuyền. Sao nè? Em lên được có 5 câu à? 5 câu à? Đi hết tập về em. Và bây giờ Quách Ngọc Tuyên đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chữ nào dài nhất trong tiếng Việt? Chữ dài. Chứ sao? Em cũng chữ dài đó. Vâng. Ô thế, thế dạ. À? Và cuối cùng thì thất bại. Và cuối cùng đáp án là gì Khoa? Chữ nghiêng có 7 ký tự. Câu hỏi tiếp theo. Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc. Đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc là... Lộc Quân. Đó. Chính xác. Dạ. Đơn vị tiền tệ của Nhật là Yên. Chính xác. Hiện nay có bao nhiêu mệnh giá tiền Việt Nam đồng làm từ chất liệu polymer? 10.000 nè, 20.000 nè, 50.000 nè, 100.000 nè, 500.000 nè. Khoan từ từ. Làm bằng chất liệu polymer đúng không? Dạ, đúng rồi. Polymer. 5.000 là không có nè. Nghe không? 10. Hết giờ, nhanh. 20. Anh phải tranh thủ 50, đi. 50, 100, 500, 5 mệnh giá, 5 mệnh giá. Dạ. Hai trăm đâu? Hai trăm đâu? Hai trăm ngàn đâu rồi? Cố lên nha. Hiện nay có bao nhiêu mệnh giá tiền Việt Nam đồng làm từ chất liệu giấy cotton còn sử dụng? 500, 1.000, 2.000, 5.000, 4. Bốn. Không chính xác. Ủa tờ 200 nữa hả? Dạ 100 nữa. Rồi 100 nữa. Tờ 100 đâu còn dùng đâu. Không, vì chúng ta ít gặp chứ không phải là không còn được sử dụng. Rồi câu hỏi tiếp theo. Bộ cờ domino có bao nhiêu quân cờ? Cờ domino hả? 28. Chính xác. Yeah. Wow. Vậy là anh biết chơi cờ này. Anh biết chơi mà. Biết chơi được rồi. Trong bộ cờ domino có mấy quân cờ không có dấu chấm trên quân cờ? Có mấy quân cờ không có dấu chấm hả? Dạ, đúng tròn. Ví dụ có 01 là có cái tính vẫn có. Không, đừng hỏi. Câu hỏi chúng tôi đã hỏi rồi. Vậy là chỉ là một quân cờ không có dấu chấm. Chính xác. Yeah. Cố lên anh ơi. Trong bộ cờ domino có bao nhiêu quân cờ mà hai đầu giống hệt nhau ở mỗi quân cờ? Bò trống, bò nhất, bò nhị, bò tam, bò tứ, bò lục, 6 con. Không chính xác. Đúng rồi. Bây giờ là cái câu khác. Vâng. Xe nào đa số chỉ có hai màu trắng và đen? Xe nào đa số chỉ có hai màu trắng và đen? Xe xích lô hả? Xe gì đây? Trắng đen thường thường là... xe lửa, xe ông ta. Không chính xác. Đáp án là quân xe trong cờ vua. Anh biết em trả lời xe gì không? Xe gì? Xe lỗ tai. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cái gì càng có thêm thì càng thiếu? Càng thêm càng thiếu. Dạ. Ồ. Nên anh không biết anh cứ trả lời đại đi anh ạ. À. Cái áo. Dạ không chính xác. Đáp án là nợ. Nợ. Đúng rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con gì khi nó đi ngang qua là người ta phải vỗ tay? Con hai đứa quân. Không chính xác. Dạ. Đáp án là con muỗi. Như vậy là chúng ta đã thấy Quách Ngọc Tuyên đã rất cố gắng, đã mang về được hai đáp án liên tiếp chính xác. Tỷ số hiện tại là 1 và 0. Bây giờ hãy cử người thứ hai mà thắng nữa là 2-0. Em với Lê Dương đi. Rồi thì em lên. Vũ Thanh và Lê Dương Bảo Lâm. Ba, hai,
Một. Cắt. Yeah. Ủa? Mời lên. Bùi Ngọc Anh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn là ca khúc trong phim tên gì? Cô Ba Sài Gòn. Chính xác. Ca khúc này do ca sĩ nào thể hiện đầu tiên? Dễ mà. Ca khúc này do ca sĩ nào thể hiện đầu tiên? Qua lên là đúng bài rồi. Coi phim thì chắc chắn biết. 365 hả? Không, chính xác. Hát gì hả? Đông Nhi. Đáp án là Đông Nhi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Bánh khoai mì nướng, bánh giò, bánh tiêu, bánh da lợn thì loại bánh nào có xuất xứ không phải của người Việt Nam? Bánh giò, bánh tiêu, bánh da lợn, bánh khoai mì nướng, bánh giò, bánh tiêu, bánh da lợn. Cái này tôi cũng biết nữa. Cái này không phải là của Việt Nam. Bánh da lợn. Không, chính xác. Bánh tiêu không? Bánh tiêu là của người Hoa. Đúng. Đúng rồi, bánh tiêu. Ừ. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Củ gì có 3 mà không thể thiếu 7? Củ gì có 3 mà không thể thiếu 7 hả? Củ mì. Không, chính xác. Tam thất. Hả? Tam thất. Đúng rồi. Gì? Củ tam thất hả? Ừ. Đúng củ rồi. Gì vậy? Thì 3 với 7 là tam với thất á. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Chuột gì không có chân? Chuột chuột máy tính. Chính xác. Con gì có nhiều túi nhất trên thế giới? Con gì có nhiều túi nhất trên thế giới? Con gì có nhiều túi? Con kangaroo. Không, chính xác. Đáp án, đáp án đơn giản đây. Đó là chúng ta. Đây, quá trời túi. Túi quần, túi áo, túi sách. Là con người. Túi mật. Túi mật. Ổn mà. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Biển gì có nhiều nước, nhiều sóng nhưng không có tàu thuyền? Ghê quá vậy ta, biển chết. Biển chết. Không phải. Biển nhân tạo hả? Dạ đúng rồi. Biển gì? Biển nhân tạo. Biển nhân tạo. Câu hỏi tiếp theo. Tòa nhà Vitexco được xếp hạng cao thứ mấy tại Việt Nam? Cao thứ 2. Không, chính xác. Đáp án là thứ 4 sau Landmark. Rồi sau đó là Gyeongnam Hà Nội và Lotte Center Hà Nội. Rồi sau đó mới là Vitexco. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cá gì không có xương? Không phải là cá độ, cá cược hay là cá đồ chơi? Quá dễ. Có nhiều đáp án. Không phải là một đáp án. Không có thì bỏ luôn. Trả lời đi, mất thời gian. Cá... Cá ngựa. Cá gì? Cá ngựa. Không, cá ngựa không chính xác. Cá gì? Đáp án là cá biệt hoặc cá tính hoặc cá nước đục. Cá nước đục. Cá nước đục. Là cục nước đá. Là cục nước đá. Bữa mình thua câu đó. Trời ơi, tốt quá. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hoa gì lâm sắc không hương, tên như nhân tạo, trồng ngoài cổng ai? Trồng ngoài cổng ai hả? Cổng dạ. Ai hả? Đây là một câu thơ, hiểu không? Hoa gì không sắc không hương, trông như là hoa nhân tạo, trồng ngoài cổng của ai kìa? Trông như nhân tạo. Nhân tạo tức là... Hoa giấy. Đúng rồi. Trong tiếng Anh có bao nhiêu chữ cái? 24. Không, chính xác. Đáp án là 8 chữ cái. Tại vì tờ I, E. Tiếng Anh hả? Đó, nó vậy đó. Nó vậy đó. Rồi. Quê hương của ông già Noel là ở đâu? Bắc Cực. Không, chính xác. Đáp án là Phần Lan. Như vậy là Vũ Ngọc Ánh đã đúng đáp án liên tiếp một câu. Chúng ta cùng chào đón sự trở lại của Lê Dương Bảo Lâm. Mặt thấy thương quá rồi. Đầu dặn. Một. Là ghét. Là ghét. Cùng Lê Dương Bảo Lâm nhanh như chớp. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn là ca khúc trong bộ phim tên gì? Trời ơi, cái này em biết nè. Tại vì bé bạn em là Ninh Dương Lan. Hết giờ. Trả lời đi. Cô Ba Sài Gòn. Đó. Chỉ cần đúng một cái nữa là một đều. Một đều. Một đều. Ca khúc này do ca sĩ nào thể hiện đầu tiên?
Vũ Hà. Không chính xác. Nữ ca sĩ Đông Nhi. Bánh khoai mì nướng. Khoai mì. Bánh giò, bánh rồi. Tiêu, bánh da lợn. Bánh nào có xuất xứ không phải của người Việt Nam? Bánh bò, bánh tiêu, mì, cái gì hả? Cái gì? Lanh quá à, từ từ. Anh hỏi lại giùm em. Bánh khoai mì nướng, bánh giò, bánh tiêu, bánh da lợn. Bánh nào không có xuất xứ ở Việt Nam? Bánh bò, bánh khoai mì, bánh gì nữa? Bánh khoai mì, bánh giò, bánh tiêu, bánh da lợn. Khoai mì nướng á. Bánh tiêu. Chính xác. Yeah. Cái này chắc xuống lại nè. Củ gì có ba mà không thể thiếu bảy? Xuống em. Củ gì thiếu có? Củ gì có ba hả? Mà không thể thiếu bảy. Ba. Thời gian đang trôi qua. Củ ba. Ba. Củ tam thất. Cái câu vừa rồi giúp em lên vị trí thứ hai là em thắng. Bây giờ sao? Em xin dừng cuộc chơi tại đây. Tại vì càng lên cao sẽ là càng lòi cái trí IQ của em ra. Không, cứ chơi đi vui mà, chơi đi em. Vui đúng không? Chuột gì không có chân? Chuột chua. Từ từ nha. Chuột gì không có chân hả? Chuột nướng. Không, chưa nha. Mình có tính là khi mà con chuột mà nó nướng lên, người ta nướng lên không? Không biết, đừng hỏi. Chuột à, đừng nghĩ tới nó nữa. Đừng nghĩ tới nó nữa. Chuột máy tính, chuột máy tính. Chính xác. Con gì có nhiều túi nhất trên thế giới? Gia đình chuột túi hả? Không, phải chưa nha. Chưa nha. Con gì có nhiều túi thế giới nhất? Này không có thế giới, con gì có... Con bèo. Em phân tích. Tại vì là trên thế giới là người ta cấm xăng lùng mà lột da beo mà để mà làm túi đìa đó, túi hiệu đó. Đây cái áo của em đây. Thì là con beo làm túi rất nhiều. Không, chính xác. Đó là con người, túi quần, túi áo, túi sách. Và túi gì nữa? Túi mật. Đúng rồi. Biển gì có nhiều nước, nhiều sóng nhưng không có tàu thuyền? À, biển Tiên Đồng. Đó là tên riêng. Rồi, tên chung. Ví dụ như là biển Tiên Đồng là do người ta đặt tên. Biển tự chế. Đúng rồi. Biển nhân tạo, đúng rồi. Đúng rồi, người ta tự chế là cái biển đó. Biển tự chế là biển gì? Là do người chế ra, gọi là nhân tạo. Em không biết chữ nhân tạo thật sự luôn. Em biển tự chế. Rồi, cho qua. Rồi, cho qua. Tòa nhà Vitexco được xếp hạng cao thứ mấy tại Việt Nam? Cao. Là gì? Em đi kê ra lại thử coi. Tòa nhà kìa. Cao nhất là tòa nào? Không biết đâu. Nói lại đi em. Anh chỉ luôn là đi mắt là đầu tiên. Thứ hai. Không, chính xác. Thứ tư. Sau Landmark, sau Khang Nam, sau Lotte Hà Nội. Cá gì không có xương? Không phải là cá độ cá cực. Cá viên chiên. Hoa gì lắm sắc không hương? Tên như nhân tạo trồng ngoài cổng ai? Hoa gì lắm sắc mà không hương? Trông như nhân tạo trồng ngoài cổng của ai kìa? Có công hơ. Hoa liễu. Hoa giấy. Trong tiếng Anh có bao nhiêu chữ cái? Hát bốn chữ cái. Không, chính xác. Quá, nè. Quê hương của ông dành em ở đâu? Âu Âu Quê. Gì? Huế à? Lộn lông nhật. Trong tiếng Anh có bao nhiêu chữ cái là có 8. Tiếng Anh là T-I A, B, C, E, E, F, B, E. Lê Duy Lâm đã mang về 3 đáp án trả lời liên tiếp. Chính xác, tỷ số hiện tại là 1-1. Yeah. Đợt cuối cùng còn ai khác nữa? Châu Đăng Khoa và anh Long Nhật. Quá! Wow. Yeah, kính chào các thờ, mời anh lên trước. Bậy bạ. Quá tôi xì. 3, 2, 1. 2, 3, 2, 3. Thắng quyết định. Em lên trước. Xin mời.
Bây giờ công tử họ Châu đã lên ghế rồi. Dạ. Đã sẵn sàng chưa để cùng mình đọc câu hỏi này cùng Châu công tử nhanh như chớp. Theo Châu công tử thì đỉnh núi nào cao nhất Việt Nam? Phan Xipang. Chính xác. Cũng là thuyền nhưng thường không đi dưới nước, đó là cái gì? À, cũng là thuyền nhưng không đi dưới nước. À, thuyền đồ chơi. Không, chính xác. Thuyền đồ chơi chúng ta có thể bỏ dưới nước. Cái quả là gì anh? Phi thuyền. Cái đó mình trả lời điêu thuyền được không? Được luôn. Được luôn đúng không? Chính xác. Cái gì chỉ có cửa mà không có nhà? Cái gì chỉ có cửa mà không có nhà? Cửa. Cái có cửa mà không có nhà. Trả lời đại nha. Cái xe. Chính xác. Anh ơi đăng cửa được không? Được luôn. Hoặc là cửa biển, cửa sông. Trong tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, vợ Kim Trọng là ai? Vợ Kim Trọng là Thúy Kiều. Không, chính xác hai lần. Vợ Kim Trọng là ai? Thúy Vân. Thúy Vân, chính xác. Hạt gì có hai từ? Hạt bí. Chính xác. Làm cách nào để con kiến cõng con bò qua cây cầu được? Con kiến cõng con bò qua cây cầu. Con kiến cõng con bò. Con kiến không thể cõng con bò qua cây cầu được. Hả? Không con thể kiến nào. Không thể cõng con bò qua cây cầu được. Không, chính xác. À con, à em hiểu rồi. Sao? Hiểu gì? Con kiến cõng con nó bò qua cây cầu được. Đúng, chính xác. Trả lời xong vậy ra. Thêm dấu phẩy vào thôi. Khi ra khơi thì ngư dân thấy gì nhiều nhất? Khi ra khơi thì ngư dân thấy nước. Chính xác. Trong chuyện Ngụ Ngôn, rùa và thỏ, con nào chạy nhanh hơn? À, con thỏ chạy nhanh hơn con rùa nhưng mà con rùa thắng con thỏ. Chính xác. Bố của người đàn ông mà gọi mẹ nam là chị dâu thì gọi nam bằng gì? Bố của người đàn ông. Bố người đàn ông gọi mẹ nam là chị dâu. Gọi mẹ nam là chị dâu thì gọi nam là cháu. Cháu gì? Cháu ruột. Cháu bên nào? Bên nội. Chính xác. Món bánh hồng đặc sản Bình Định thường có những màu gì? Bánh hồng là chắc là không có màu hồng đâu. Nghĩa là nó có màu màu trắng, màu xanh. Không, chính xác. Trắng và hồng. Trong bài hát Ai Khổ Vì Ai, tác giả có nhắc đến phương tiện giao thông nào? Em biết chăng em, anh khổ vì này. Em tê 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 tê. Ngày vui đã qua, nhân thế thế thái, chỉ còn lại đống cho tàn. Anh Giang, anh lên thi luôn anh Giang. Anh lên thi giùm em luôn đi. Anh muốn kèo lên cho thông xe tan. Không, chính xác. Người đành bỏ người như sương khói sâu. Chuyến tàu. Chính xác. Trời, cái này là anh Nhật thắng rồi hả? Có nhiều loại cua trên thế giới như cua hoàng đế, cua Cà Mau, cua đá, cua biển. Vậy cua gì chạy nhanh nhất? Cua gì chạy nhất hả? Cua rơ là chính xác. Đẹp. Ngày xưa bản gì được một người kính nể nhất? Hả? Ngày xưa bản gì được một bản người... nhãn. Chính xác. Quấy ngựa ngựa cá, ba sa màu trắng hay màu đen? Quấy cá ba sa. Trắng. Hết giờ. Châu Đăng Khoa đã mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Ngộ quá. Hãy cùng gặp gỡ lại thần đồng âm nhạc Huế, nam ca sĩ Long Nhật. Chỉ cần vượt qua câu số 3 là anh có thể chiến thắng ở em vòng này. Em được 3 câu à? Trời, em giỏi quá rồi. Mời lên ghế. Anh Long Nhật đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đỉnh núi cao nhất của Việt Nam? Này dễ mà. Phan Xipang. Chính xác. Cũng là thuyền nhưng thường không đi dưới nước, đó là cái gì? Phi thuyền. Chính xác. Cái gì chỉ có cửa mà không có nhà? Tập trung suy nghĩ. Nhiều lắm. Ngôi mộ. Không chính xác. Mở cửa mà. Đúng rồi. Có mà. Đúng rồi, ngôi mộ nhiều lúc người ta cũng có cái cửa để mà mở vô để mà dùng cái mềm mà ăn được. Đúng rồi, ở ngoài Huế rồi rất nhiều cái đó. Nhưng mà có nhà mồ. Không, tại vì ở Huế không có nhà mồ. Không, mình không nói ở một chỗ nào hết. À. Dạ.
Đáp án là cửa biển, cửa sông, cửa động. Câu hỏi tiếp theo. Trong tác phẩm Chuyện Kiều của đại thi nào Nguyễn Du, vợ của Kim Trọng là ai? Thùy Vân. Chính xác. Hạt gì có hai từ? Hạt gì có hai từ? Hạt bí. Chính xác. Làm cách nữa nào để con kiến cộng con bò qua cây cầu được? Con kiến cắn con bò, cộng con bò, cộng con bò qua cây cầu. Nhanh. Không được, không có. Không chính xác. Giỡn em. Thêm dấu phẩy để con kiến cộng con phẩy bò qua cây cầu được. Dạ. Con kiến nó cầm con, nó bò qua cái cầu. Dạ. Chơi dạ, kiểu nổi dạ. Mẹo. Câu hỏi tiếp theo. Khi ra khơi thì ngư dân thấy gì nhiều nhất? Khi ra khơi thấy biển trời nhiều nhất. Chính xác. Thế biển, đúng rồi. Trong chuyện Ngụ Ngôn, rùa và thỏ, con nào chạy nhanh hơn? Con thỏ. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Bố của người đàn ông mà gọi mẹ nam là chị dâu thì gọi nam bằng gì? Bố của người đàn ông gọi mẹ nam, gọi mẹ của nam là chị dâu thì gọi nam bằng gì? Bố của người đàn ông gọi mẹ nam là chị dâu. Thế nam là gì? Gọi nam bằng cháu. Cháu gì? Cháu gì? Cháu bên nội, bên cháu, nội. Cháu cái bằng chú ruột. Không, chính xác. Em phân tích lại nha. Bố của một người đàn ông mà gọi mẹ của nam là chị, anh hiểu chưa? Thì đây là con của đây tới ba đời lận. Là cháu nội. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Món bánh hồng đặc sản Bình Định ngày thường có những màu gì? Ngày bánh hồng và ngày thường có những là có mấy màu á hả? Đúng. Có hai màu. Là màu gì anh? Màu hồng với màu trắng. Chính xác. Trong bài hát Ai khổ vì ai, tác giả có nhắc đến phương tiện giao thông nào? Tàu lửa. Chính xác. Có nhiều loại cua trên thế giới như cua hoàng đế, cua Cà Mau, cua đá, cua biển. Vậy cua gì chạy nhanh nhất? Cua rơ. Chính xác. Ngày xưa bằng gì được mọi người kính nể nhất? Cái gì? Và ngày xưa bạn gì được mọi người kính nể nhất? Bạn vàng, bạn nhãn. Anh Long Nhật đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Yeah. Hãy lựa chọn một người thông minh, duyên dáng, dễ thương, lanh lẹ. Lên đi. Thôi, chị mới lộn quận rồi. Khoa bên đây thông minh nè, Khoa này thông minh. Không, em 5 câu bây giờ lên, không được 5 câu nữa. Lên đi em ơi, sợ gì? Em lên đi. Mặt chân Khoa, dạ. Lê Dương hả? Lê Dương Bảo Lâm. Ai sẽ là người lên ghế trước? Sushi đi anh ơi. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Thắng được quyền quyết định. Đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Điểm chung cơ bản giữa cà phê, cacao và sô-cô-la là gì? Đắng. Chính xác. Chính xác. Cà gì không phải để ăn? Cà rá. Đúng luôn. Đúng. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Trang nào đắt tiền nhất? Trang nào anh? Trang gì đắt tiền nhất? Trang thờ không? Trang điểm hả? Không, không phải trang điểm. Trang điểm. Trang không. Điểm, không chính xác. Trang sức. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong một tòa nhà hiện đại, tại sao mọi người đều đi lên xuống bằng cầu thang bộ trong khi có thang máy? Cúp điện. Chính xác. Trời ơi, mọi người ơi. Dạ. Xương gì của con người ngọt nhất? Xương gì? Của con người ngọt nhất. Xương gì có người ngọt chứ hả? Xương bánh chè. Chính xác. Hay quá trời ơi. Bánh chè ơi. Tại sao? Tại vì nó chè nó ngọt. Đúng rồi. Đúng rồi.
Lam ơi, Lam ơi, đây là số cuối của chương trình Nhanh Như Chớp. Thì em bắt đầu quen dần rồi đó. Vừa quen dần là hết chương trình luôn đó. Hết chương trình luôn đó. Đúng rồi. Cố lên anh. Trong bài hát Em Thấy Mưa của ca sĩ Hương Tràm, chàng trai và cô gái gặp nhau lần đầu ở đâu? Ở lớp học. Ở lớp học. Chính xác. Không chính xác. Đài lắm lắm. Đài là từ từ để mà nghĩ đã. Đài lắm. Nhau gặp nhau dưới mưa. Đúng rồi, dưới mưa. Học trong MV là gặp vô lớp trước. Em ơi, nghe bài hát, nghe đọc này, nghe đọc lại này, nghe đọc lại. Dạ, trong bài hát Em Gái Mưa chứ trong không bài có hát, nói là chứ không phải MV. Là trong MV. Phải nói trong lời bài hát. Trong bài hát là đúng lời, còn nói gì nữa? Trong lời bài. Chào, hát thử rồi, 2, 3, 4. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim thèn thùng. Đó, lần đầu gặp nhau dưới mưa. Ủa đó, cô chồng Hoa viết hả? Không, không. Không có hả? Ừ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cũng trong bài hát này, chàng trai tỏ tình với cô gái trong điều kiện thời tiết nào? Chưa. Mình hợp nhau đến như vậy. Thế xong rồi mưa luôn đi. Em cái mưa mà. Mưa. Mưa chứ sao? Quá kỳ. Ok vậy. Trời mệt quá. Bị gai rồi. Chàng trai không có tỏ tình với cô gái. Anh chốt vô tình xem em như là em gái. Câu hỏi tiếp theo. Con gì vừa bơi vừa khả khói? Vừa khả khói. Con kỳ vậy. Vừa bơi vừa nhả khói. Vừa bơi hả? Dạ. Đúng rồi. Vừa nhả khói. Con thuyền. Con thuyền. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Mexico là tên một đất nước, một thành phố hay một thủ đô? Thành phố. Thành phố. Ừ. Không chính xác. Con. Anh trả lời sai mà anh nói chuyện rất là nhưng mà cái thái độ của em không chính xác. Em vui lắm vậy. Không chính xác. Em đang buồn xuống. Đáp án là cả ba. Vừa là quốc gia rồi vừa là Mexico thành phố kim em, luôn. Em nghe ông trong phim mà lón thoáng á, ông nhắc cái em nói á, em nghĩ ông này nè. Đáp án 2, 3. Đáp án là cả ba. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Con gì đầu giống con đê, eo thân uốn lượn, chẳng chê chỗ nào? Đầu giống con đê, con đường hả? Phải đường. Con à, con gì eo mà chẳng chê chỗ nào ta, con gì? Con rắn hả? Không phải, con rồng. Con gì dài, đúng không? Thời gian đang trôi qua. Con đường. Không chính xác. Đáp án là con đèo. Rồi em sẽ hỏi tiếp theo nha. Cơm gì không nấu bằng nồi niêu? Cơm chiên, phải chiên. Bạn đúng không? Cơm chiên đó, chảo mà. Câu cơm gì? Cơm rượu hả? Rượu phải không? Và ủ không? Nồi niêu hả? Cơm gì cả? Không nấu bằng nồi niêu. À, cơm trái không phải cơm trái. Cơm... À, sushi. Sushi là sao em? Cái gì sushi mà có cơm? Cơm nấu trong ống tre đó. Cơm cuộn. Nè, đã từng đi Tây Nguyên ăn gà nướng với cơm gì? Cơm niêu anh em. Cơm niêu anh em. Rồi em nghe tôi nhắc lời cơm lam. Em nhục. Cơm lam. Đó. Cho nên không chính xác. Dạ, đáp án là cơm lam. Câu hỏi tiếp theo. Tiếng Việt hiện đại có bao nhiêu thanh điệu? Thanh điệu là gì? Dấu. Sắc, 2, 3, hỏi nhã. 4, phải 3, sắc quyền, nặng, hỏi nhã. 5, 5. 5. Không chính xác. Không chính xác. Sắc quyền, hỏi ngã, nặng. Và có thanh ngang nữa. Đáp án là 6. Như vậy là anh Dương Lâm đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Gặp gỡ lại Mạc Văn Khoa. Lên luôn rồi. 2 câu. Hồi nãy em được mấy? 5 câu anh. Ôi dồi, nhiều thế. Nhưng mà đó là lần trước. Em không tin anh là anh em luôn á. Mời lên ghế. Cùng Mạc Văn Khoa Nhanh Như Chớp. Điểm chung cơ bản giữa cà phê, cacao và chocola? Đều để uống. Chính xác. Cà gì không phải để ăn? Cà gì không phải để ăn? Cà thẻ. Chính xác. Wow.
chỉ còn một câu thôi. Trang nào đắt tiền nhất? Trang thì có trang cá nhân này. Đúng nè rồi, em có đến 2 phút là cứ liệt kê ra. Trang cá nhân, trang web, trang trọng. Trang gì mắc tiền nhất à? Nhanh. Trang web. Không, chính xác. Trang sức em ạ. À. Ôi trời ơi. Trong một tòa nhà hiện đại, tại sao mọi người đều đi lên xuống bằng cầu thang bộ trong khi có thang máy? Thang máy bị hư. Chính xác. Xương gì của con người ngọt nhất? Xương gì của con người ngọt nhất? Khó nha, câu này khó à. Xương ngọt nhất. Xương gió, xương tay, xương cổ chân, xương... Liệt kê ra đúng rồi, liệt kê ra. Xương cổ tay. Không, chính xác. Xương gì mà ngọt nhất ta? Xương bánh chè, xương bánh chè. Ôi trời ơi. Tự giận bản thân mình đúng không? Trong bài hát Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm, chàng trai và cô gái gặp nhau lần đầu ở đâu? Nếu mà em nhớ không nhầm, trường học. Lần đầu gặp nhau. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng với anh nhìn. Rồi nó mê mai tập bớt với em rồi. Gặp nhau gì? Dưới mưa. Đại. Cũng trong bài hát này, chàng trai tỏ tình với cô gái trong điều kiện thời tiết nào? Gài này. Hết giờ nè. Chàng trai không tỏ tình với cô gái. Chính xác. Vẫn một câu. Con gì vừa bơi vừa nhả khói? Con gì vừa bơi lại vừa nhả ra khói? Con gì vừa bơi vừa nhả ra khói? Con tàu. Chính xác. Em đâu có. Mexico là tên một đất nước, một thành phố hay một thủ đô? Mexico, nếu mà hỏi ra thì ai cũng nghĩ đó là một của một đất nước. Nhưng nhưng nghe đất nước Mexico mà. Chương trình không thể hỏi một câu đơn giản. Đúng. Với ba đáp án rất đơn giản như vậy. Đúng. Em đang phân vân giữa ba đáp án. Em bỏ đất nước rồi đó. Còn gì anh? Thủ đô hoặc là thành phố đúng không? Đúng rồi. Mexico là có Chicharito rồi. Đúng rồi á. Đúng rồi. Chicharito. Thành phố. Không chính xác rồi. Là thành phố, là thủ đô và là quốc gia. Thế em phân vân giữa ba đáp án là ba đáp án đều đúng hả? Sao không thể vượt qua câu số 2 nhỉ? Con gì đầu giống con đê, eo thân uống lượng chẳng che chỗ nào? Con đập, con đập. Không chính xác. Con đều. Đều hả? Con đèo nhá. Dạ, dạ. Ừ. Cơm gì không nấu bằng nồi hay là niêu? Cơm nướng trong ống tre. Tên là gì? Nhà anh Bảo, hết giờ rồi. Nhà anh Bảo. Cơm trắng. Cơm trắng. Cơm trắng. Cơm trắng. Tiếp đi anh. Cơm lam. Không chính xác. Không thể nhớ được ra, anh chỉ biết là... Nhưng mà có cơm nướng trong ống tre kìa. Cái tên nói chung là cơm lam. Chính xác. Tiếng Việt hiện đại có bao nhiêu thanh điệu? Thanh điệu. Sắc. Một. Nặng. Hai. Hỏi. Ba. Chấm. Huyền. Ngã. Sáu. Dấu sáu. Chính xác. Ủa thế cũng đâu vượt qua được số 2. Ở vòng này là hòa nhau đấy. Ở vòng cuối cùng này, đội nào thắng bước vào vòng đặc biệt. Rất ngang tài ngang sức. Bây giờ hãy chọn là người thông minh nhất, không phải là hai người vừa rồi. Chờ gì nữa anh Long Nhật. Ai lên ghế trước? Căng thẳng lắm. Quảnh tụi xì đi. 3, 2, 1. Thắng quyết định. Em, hay, em. Hay quá. Hãy cùng nhau nhanh như chớp với Châu Đăng Khoa. Con kỳ lân hiện đang được nuôi nhiều nhất ở quốc gia nào? Không có con kỳ lân trên đời. Chính xác. Chữ số gì để xuôi để ngược nhưng vẫn không hề thay đổi? Số 0, số 0. Chính xác. Thần thái quá. Xứ sở bò tót là biệt danh của đất nước nào? Quá dễ. Xứ sở bò tót, em phân vân giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trời, quá dễ mà. Bồ Đào Nha. Trời ơi. Tây Ban Nha. Không chính xác.
samba là điệu nhảy nổi tiếng của đất nước nào? Tây Ban Nha. Không chính xác. Brazil. Giữa tăm bông và tăm xi răng thì cái nào dài hơn? Tăm bông. Không chính xác. Tăm xỉa răng 10 chữ, tăm bông có 7 chữ hà. À, 3 giờ 45 phút bằng bao nhiêu phút? 3 giờ 45 phút là 3 giờ là mỗi giờ 60 phút là 180 phút. Còn với 45 phút là 225 phút. Chính xác. Tính nhanh quá, tính nhanh á. Tổ chức y tế thế giới đóng trụ sở chính tại đất nước nào? Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Không chính xác. Tổ chức y tế thế giới là đặt trụ sở tại Thụy Sĩ. Gạo gì không dùng để ăn? Gạo gì không dùng để ăn? Gạo bài. Gạo bài là cái gì? Là học bài gạo, là học cho không có hiểu. À, học tủ hả? Đúng rồi. Gạo bài không có từ điển. Có đó là từ gọi là cái từ người ta truyền miệng. Có từ điển không? Không chính xác. Gạo cội. Lấy chưa? Ở Hàn Quốc ăn Tết theo lịch âm hay lịch dương? À, hay quanh nhắc nha. Hàn Quốc. Hàn Quốc nhắc nha. Theo lịch âm. Đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Bạn phải cắt một cuộn vải ra làm 10 khúc. Thời gian mỗi nhát cắt là 5 giây. Nếu cắt liên tục thì trong bao lâu bạn sẽ cắt xong 10 khúc vải? Cắt 10 bạn khúc phải vải. Cắt một cuộn vải ra làm 10 khúc. 10 khúc. Thời gian mỗi nhát cắt là 5 giây. Nếu cắt liên tục thì trong bao lâu bạn sẽ cắt xong 10 cuộn vải? 50 giây. Không chính xác. 45 giây. Em nhân 10 đúng không? Cái cuộn cuối cùng đâu cần phải cắt. 45 giây. 45 giây là chính xác. Con đường nào ở thành phố Hồ Chí Minh được gọi tên là đường hoa? Đường Nguyễn Huệ. Chính xác. Quận nào ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoa nhất? Quận nhất. Ừ. Quận nhất. Không chính xác. Em sai rồi. Cái này Hải Đăng Quân rành nhất, tại vì đó là nơi Hải Đăng Quân ở. Đây hoa xứ hoa lan hoa phượng. À, Phú Nhân, em ở đó luôn nè. Đó. Trời ơi. Như vậy là sau một thời gian khó khăn quá ha. Căng thẳng quá thì cũng đã xuất sắc được 2 đáp án liên tiếp chính xác. Chào đón thần đồng Long Nhật. Quang. Khoan khoan được mấy câu? Hai câu à anh ơi. Khoan được hai câu hả? Mẹ em nghĩ anh lớn chứ anh hay nhường. À, một lần nữa Nam Nhật xin cảm ơn chương trình đã cho Nam Nhật mở rộng kiến thức của mình hơn. Thằng thua không quan trọng. Và bây giờ mời anh bước lên chiếc ghế nóng. Trên phần này. Hãy cùng ca sĩ Long Nhật nhanh như chớp. Con kỳ lân hiện đang được nuôi nhiều nhất ở quốc gia nào? Con kỳ lân không có, không có. Hay, chính xác. Chữ số gì để xuôi để ngược nhưng vẫn không hề thay đổi? Chữ số người, chữ số gì để xuôi để ngược vẫn không hề thay đổi. Đôi khi mình nhắm đi có bao nhiêu chữ số? Ừ. Đừng nhắc, không nhắc gì cả. Đọc lại câu hỏi đi anh. Số 8. Chính xác. À. Một câu nữa thôi anh. Một câu nữa thôi. Niềm tin chiến thắng. Câu này anh Nhật biết. Biết anh. Xứ sở bò tót là biệt danh của đất nước nào? Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Chúng ta hãy cùng nhau đứng yên lặng, chia sẻ nỗi buồn cùng Châu Đăng Khoa.
Samba là điệu nhảy nổi tiếng của đất nước nào? Samba, 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 samba. Brazil. Chính xác. Quá. Giữa tăm bông và tăm khỉ răng thì cái nào dài hơn? Tăm bông và tăm khỉ răng. Anh thì cũng tùy, tại vì bây giờ ra nhiều loài quá đấy nè. Anh trả lời đấy, là hết thời gian rồi. Tăm bông về tăm xỉa răng thì tăm bông, tăm bông. Không, chính xác. Tăm xỉa răng nó có 10 chữ, tăm bông thì có 7 chữ. Ủa sao anh còn nhựa ngăn dài nữa. 3 giờ 45 phút bằng bao nhiêu phút? 3 giờ là 90 phút. Vậy thì 3 giờ là 180 phút. 3 giờ 45 phút hả? Dạ. Là gồm có 180 phút cộng với 45 phút nữa. Là mấy? Cộng đi. Cộng đi. 205. Không, chính xác. 225. 225 phút. Tổ chức Y tế Thế giới đóng trụ sở chính tại đất nước nào? Tổ chức Y tế Thế giới đóng trụ sở Colombia. Không, chính xác. Thụy Sĩ. Dạ. Gạo gì không dùng để ăn? Không dùng để ăn. Gạo. Gạo cắt đang ăn. Anh Lâm Nhật đã vượt qua Châu Đăng Khoa, mang về 4 đáp án đúng liên tiếp. Xin chúc mừng nghệ sĩ Lê Dương Vũ Lâm, Quách Công Tiên và nam ca sĩ Lâm Nhật. Như vậy là chiến thắng đã dành cho đội của những người đàn ông trẻ tuổi và đội sơ sinh hả? Đúng rồi. Dạ, em bé. Em bé. Đúng rồi, em bé. Thì bước đến vòng này là một niềm tự hào cho chúng ta rồi. Mang về giá trị tiền thưởng là 30 triệu đồng. Vỗ tay cho đội nghệ sĩ Long Nhật bước vào vòng đặc biệt mùa đầu tiên của chương trình Nhanh Như Chớp. Tốt cuối cùng. Nhanh Như Chớp. Và bây giờ sẽ là dòng đặc biệt cuối cùng của mùa 1 của chương trình Nhanh Như Chớp. Duy nhất một giải thưởng 200 triệu đồng. 200 triệu đồng. Bây giờ là câu hỏi từ chương trình. Hãy kể tên 20 cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á tháng 1 năm 2018. Bắt đầu. Công Phượng. Bùi Tiến Dũng. Hai. Ai vậy? Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng. Rồi. Quang Hải. Chính xác. Đức Chinh. Chính xác. Ai chị em chứ? Hảo. Gì Hảo? Ba Cao Cao Tông Sơn. Gì Cao Tông Sơn? Gì ai? Văn Toàn. Văn Toàn. Văn Toàn. Chính xác. Xuất Trường. Chính xác. Em đi em không biết. Giang Hậu. Đó, đó chỉ bên đây nè, lượt bên đây. Hồng Sơn. Quỳnh Vân. Giang Hậu phải nói em. Giang Hậu. Rồi. Chính xác. Đá không dậy biên lại ta. Thổ thần Đồng Đá Banh ở đây nè. Anh thần Đồng Đá Banh. Anh sao vậy anh? Đang có một khúc bị rối. Nhanh đi, nhanh đi. Vũ Văn Thanh. Chính xác. Nguyễn Văn Dũng. Đặng Vinh Hưng. Đặng Vinh Hưng. Hà Đức Kinh. Vậy là 200 triệu đã bay xa. Rồi. Như vậy là sau 60 giây các bạn đã mang về được 9 đáp án đúng. Trời ơi. Wow. Trời ơi.
Trời ơi. 9 triệu. Các bạn cũng là đội đầu tiên ở vòng đặc biệt trong chương trình mùa này mà kể được chưa tới một nửa. Chưa tới một nửa. Dù gì thì cũng đã đến đây, giống như một trận đấu chung kết, cũng như U23 Việt Nam lọt vào tới trận chung kết U23 cảm giác sướng châu Á, cảm giác sướng lắm. Đã. Đúng không? Đúng rồi. Dù mình không có chiến thắng nhưng mà bước vào được tới đó là kỳ tích. Đúng rồi. Bây giờ có được cảm giác đó rồi. Có được cảm giác đó rồi. Dù mình không lấy được tiền nhưng mình lấy được cả một bầu trời tình thương khán giả. Đúng rồi. Và mình vượt qua được chính bản thân mình. Đúng rồi. Chúng ta đã bước vào đây rồi. Đúng rồi. Ra về với tình yêu thương của quý vị khán giả và 60 triệu đồng tiền thưởng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, như vậy là cái đợt đầu tiên của chương trình Nhanh Như Chớp đã kết thúc. Nhưng không, chúng tôi không dừng lại tại đây vì chúng tôi nhận được rất nhiều lá thư yêu cầu chương trình tiếp tục. Và tuần sau chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau vào thứ Bảy lúc 21 giờ ở vòng loại tiếp theo của chương trình Nhanh Như Chớp, chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào, hẹn gặp lại tuần sau. Đội vừa rồi là đội hoa dâm bụt. Dạ. Là nhan sắc vừa thôi. Tại sao anh lại phải nói như thế? Tại sao anh lại như thế? Tại vì cái sự thật nó như thế. Sự thật nó như thế. Nên mình đã biết cái chương trình này rồi đúng không? Dạ. Đến với chương trình vì tiêu chí gì? Tiền. Dạ, bọn em bên kia là hoa dâm bụt thì bọn em là hoa đồng tiền. Nhưng mà không được thì thôi ạ. Không được thì thôi chứ làm gì chương trình.